Và hôm nay là Kyle cũng rất là may mắn được đứng cạnh mẹ của anh Đan Nguyên, đó chính là cô Thảo. Cô Thảo có vài lời chia sẻ về cảm xúc của mình sau khi mình xem con của mình diễn trên màn hình to như thế này không? Thực sự ra là Đan Nguyên khi mà đóng phim hành động á, thì mới nghe phim hành động con mình đóng rất là lo sợ. Mỗi lần mà quay phim Đan á, thì mẹ ngồi ở trên nhưng mà trong lòng ngực á, cứ đánh giống như là trống đánh nhẹ, cứ lo lắng lo sợ. Bởi khi những cái thước phim mà nó máu rồi nó chảy ra vậy là mình sợ, rất là sợ. Nhưng mà được sự yêu thương của ekip, được sự yêu thương của khán giả trên toàn thế giới, cho nên cũng là ấm lại bớt lòng lo sợ của mình. Và cũng xin cảm ơn tất cả mọi người trên toàn thế giới đã yêu thương và đã giúp đỡ cho Đan Nguyên, cũng giống như cả các ekip cũng đã giúp đỡ cho Đan Nguyên. Xin cảm ơn đạo diễn Cường Ngô nữa, và tất cả anh chị em ở trong đoàn phim, với là Trầm Hương dễ thương nữa.